Tổng thống Ghana bổ nhiệm linh mục Công giáo đầu tiên làm thẩm phán. Trong số 16 thẩm phán được Tổng thống Akufo-Addo của Ghana giới thiệu hôm thứ Tư 16 tháng 9 2020 tại nhà Năm Thánh, có một vị là linh mục Công giáo, đó là cha Joseph Adu Owusu Ayeman. Cha Joseph Adu Owusu Ayeman là cha xứ của giáo xứ các thánh trong tổng giáo phận Kumasi. Trước khi chịu chức linh mục, cha là một luật sư tập sự. Cha là giám đốc ủy ban luật pháp của tổng giáo phận Kumasi. Cha Joseph Adu đã làm nên lịch sử trong ngành tư pháp Ghana khi trở thành linh mục đầu tiên làm thẩm phán tòa án. Mặc dù có một số luật sư người Ghana là linh mục, chưa có một thẩm phán tòa án nào là linh mục. Tin cha được chọn làm thẩm phán tòa án là một tin vui cho giáo hội Công giáo Ghana. Một số người trẻ Công giáo cầu nguyện rằng cha sẽ mang lại sự công bằng và tin cậy cho ngành tư pháp. Giữa những lời chúc mừng, cũng có một số người đang suy đoán làm thế nào cha Adu sẽ có thể phân biệt đức tin Công giáo của mình, nơi sao giảng sự tha thứ, với công việc của một thẩm phán, một nghề quyết định hình phạt.